em ơi anh ủ trà đen lọc phát theo công thức mua sách của em mà hậu vị cứ bị chát là sao vậy em ủa anh ơi <laughs> trà mình ủ xong thì nó phải có vị chát quan trọng là bây giờ nếu mà anh muốn ít chát ha thì nhi sẽ hướng dẫn cho anh cách điều chỉnh còn trên thực tế này ví dụ trà đen mình ủ theo công thức là 50 g mà 3 lít nước sôi ủ xong cho một ký đá bi vô theo công thức mà trà đào trà vải rồi đó thì nó sẽ có nó phải có một cái vị chát nhẹ của trà và chính cái vị chát nhẹ đó khi mình hòa chung với đường với mức với siro với syrup thì uống nó sẽ có vị chát nhẹ nhẹ nó làm cho cái ly này mới gọi là ly nước trà trà trái cây hoặc là trà nguyên chất còn bây giờ nếu mà mình pha một ly nước trà trái cây mà không nghe vị chát thì như vậy là nó không có đúng là trà tuy nhiên mình sẽ canh chỉnh một cái định lượng để cái vị chát nhưng mà cái hậu nó ngọt À trà chát nhưng hậu ngọt Và cái vị chát nó vừa đủ để mình uống Mình thấy nó ngon, nó hài hòa, dễ uống Tương tự như vậy các món trà sữa cũng vậy Là mình phải có cái vị chát nhẹ của trà Thì mới gọi là trà sữa Còn nếu mà không có vị chát, không có vị trà Thì gọi là uh, sữa Nước sữa <laughs> Nha anh Rồi, vậy thì bây giờ như hướng dẫn như sau Nếu trường hợp là anh muốn cái vị chát nó ít hơn So với vị chát mà như hướng dẫn trong sách Thì mình có thể điều chỉnh Ví dụ trà trái cây đang làm là 40 50 gram 4 lít nước Thì trong đó có 3 lít nước sôi và 1 kg đá bi Thì bây giờ mình đổi à, Mình sẽ Mình đổi thành là thay vì dùng 50 gram 4 lít Thì mình dùng 40 gram thôi 40 gram trà đen pha với 4 lít nước Thì trong đó có 3 lít nước sôi 1 kg đá bi Được không ạ? À? Đó là pha trà trái cây Còn tương tự trà sữa cũng vậy nha à, Trà sữa là công thức đậm vị là 90 gram trà đen 30 gram lục trà Còn cái công thức mà nhẹ vị trà sữa là 70 gram trà đen 30 gram lục trà đó thì nói chung là mình muốn điều chỉnh thì cũng được là như hướng dẫn được hết mình bớt cái lường trà lại thôi tuy nhiên lời khuyên của nhi là mình nên giữ công thức bởi vì cái công thức mà nhi đưa vô sách á, hay là như vậy trong lớp học á, là những công thức nhi đã nghiên cứu thị trường không những là mình thấy ngon mà mình phải nghiên cứu số đông mà cái mẫu thử nhỏ nhất là 100 người uống thì phải có 80 đến 90 người nói ngon mà yêu thích cái vị đó đó mình mới dám biên tập dạy sách rồi chưa kể là có những món á, là không những 100 đâu hàng triệu người uống thử nói ngon rồi à Thành ra đây là mình quan trọng cái sự chuẩn vị Chuẩn vị tức là vị ngon Mà số đông nói ngon Vậy thì làm trà trái cây hay làm trà sữa đều phải có một cái vị đắng chát nhẹ nhẹ của trà Kết hợp với mùi thơm của trà anh ha Và đặc biệt là nó đắng chát đây nhưng mà nó không tạo cái sự khó chịu, không bị gắt Thì như vậy là ngon Còn nếu muốn giảm thì bớt thôi à, Tuy nhiên là lưu ý nha, mình không phải là lấy ý kiến cá nhân của mình không mà mình phải nghiên cứu thử xem là có nên bớt hay không Hay là do mình chưa biết uống trà nên mình không có thích cái vị đắng chát đó Nhưng mà người biết uống trà, người ta ghiền cái vị đắng chát nhẹ nhẹ của trà Được không ạ? Bữa còn có người hỏi pha cà phê sao cho không bị đắng nữa đó ừ, Thôi hẹn video sau trả lời câu pha cà phê sao không bị đắng nha Bây giờ pha cà phê mà pha cà phê mà không đắng, không có miếng đắng nào Thì uống cà phê làm gì nữa <laughs> Rồi cảm ơn anh đã hỏi một câu hỏi rất dễ thương và nếu cả nhà mình có những câu hỏi nào về trà, về cà phê, về pha chế thì hãy comment câu hỏi vào phía bên dưới. Nhi sẽ hỗ trợ tư vấn cho mình nha. Đó, và đây là những cái dòng trà mà Nhi hay dùng. Đó, các loại trà, cà phê, lọc phát là Nhi rất là hay dùng. À, dòng ô long, đồ trà xanh, đồ vân vân ha. Rồi, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi. Comment câu hỏi tiếp theo vào phía bên dưới để được à, hướng dẫn và giải đáp kỹ thêm nha. Cảm ơn cả nhà một lần nữa đã lắng nghe. Mình là Nhi Vinh Ba, à, đào tạo pha chế dạy nghề ở Vinh Ba chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo